Mọi người ơi, hôm nay mình đưa bố mẹ mình và Vanessa ra chợ trời ở chỗ chồng mình làm. Hôm nay là sáng thứ bảy ấy mọi người. Đâu bây giờ con đi tìm ba ba đi, ba ba tít ở phía trên kia kìa. Bây giờ đi vào đây là đây ấy, bố mẹ mình đâu rau á. Rau này rau gì đây, bố mẹ ra xem nào, đi thăm bên kia và xem. Đây người ta bán ô liu và cái đồ muối ấy. Đấy cái gì à con? Dầu ô liu này các thứ này. Đây là chợ trời ở Buộc Long Phát sáng thứ bảy. Đây này xem mà rau hôm trước anh Quý anh mua rau ấy rồi. Đây đúng hôm trước đây là rau gì? À rau mùi đây này có mua không? Ở đây rẻ lắm. Mua một mớ, mua mấy cái loại rau đây này, mua mấy cái này về để Bonjour. Sa mạc mua mớ này. Không không ăn xa để ăn xa. Cái rau này là rau gì nhỉ? Bonjour messieurs dames, goûtez. Còn cái rau này rau gì mẹ biết không? Để ăn được cái món gì à, ăn không sao? No 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 no, je sais pas c'est quoi. Ah, ça pour manger. Oui, mais je sais pas. C'est combien ăn cam ça? Ça tu 1,50€. Tu 1,50€. Cắt nó phải đơ đơ cam sa. Tu cam sa. Ui. Xe bồng á? À, đây là cái rau cảnh mình cảnh. À, không sao. À, tăng rượu. Dít mò hơi chọc. À, xe bia ao lộ. Không phải rau cảnh mùi đông mùi đông phải. Xe bồng á? Xe không biết mà xe. Không sao? Không sao xa 2€. Dạ. Ăn không sao? Sa trua euro không sao? Các con ok sa mạc ba đồng cái chỗ này. Đây mày cầm đấy con. Có gì không? Con muốn mua gì không? À? Mẹ lấy một cái đây đây bố lấy một cái rổ sắt này kìa. Có cái rổ sắt không? Lấy một cái rổ đấy xong là chọn cái nào thì mang ra đưa cho người ta tính cân bao gô một cân. Rau ở chợ trời. Cái gì? Đấy. Phần này thì thấy thêm đi, nhiều nhiều vào. Để nó xong. Cái này nó hơi bị mốc này. Thôi nhà mình ăn tỏi nhiều quá. Bonjour, je prends celui-là. Đây chờ đấy để ông ấy. Một đồng ba một cân. Đâu, 3 đồng một cân. Lại 1 đồng ba. 3 đồng một cân nữa. Vâng, đây mẹ cầm cái này kia để con trả tiền. Mua mấy tỏi này. Đậu que có mua không? Sẽ làm một sữa. Cái đậu que này này có mua không? Còn đậu Hoàng Lan đã ăn rồi. Ăn không có, sẽ là à, tăng mẹ có 2 đồng đâu nha. Merci beaucoup, mua tỏi ở đây rẻ này, mua tỏi ở chợ đắt ơi chứ. Merci beaucoup á. Au revoir. Đi. Có mua cà chua gì không? Thôi cứ đi lên kia đi rồi xem có gì mua. Chuối thì mua, chuối có rẻ không? Hả? À? Chuối á, thích thì mua. Nhưng mà chuối có vẻ xanh nhỉ, không được cái gì. Đây. Chuối có vẻ xanh nhỉ, không được vàng. Mẹ muốn lấy cái gì? Chờ người ta lấy đâu mà rơi rồi. Lấy đi. Cho đi bạn. Giúp. Bạn không biết. Đây chờ. Một số. Đang chờ. Ông ấy. Monsieur? Merci, vous venez.
một cái rổ. Ông bà đừng ngày đi chợ. Đi hết chợ, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng kia để chọn rau hoa quả. Mạnh không con? Ừ. Con không muốn mua gì à? Kia kia xoài. Đưa cho người ta, đưa cho đây. Monsieur. Monsieur. Đây là 2.8 đồng một tấn. Vâng, muốn mua thì lấy nha, cho vào đây thôi. Sẽ công viên mất xem. À, 70. Sao xí ô apa? À, ô xí à. À, tạo và... Xe bồng. Donnez-moi 5 euros. 5 đồng. Hai cái đấy. Đây đi 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 ta papa. Rau salad. Có. Mẹ mẹ liu papa. Đi thẳng ra đây gặp đây này. Ông rồi, ông sau à? Đã gửi đến mùi em rồi kìa, papa kìa, papa kìa kìa, nhìn thấy chưa? Kìa kìa, cái xăng của papa kìa, ra chạy ra kìa, chạy ra kìa, chạy ra nhanh. Ba hôm nay bạn ế sao ấy? Ế sao ấy mà vẫn nhiều nem này? Vừa mới cho lên thêm à? Ông đi đâu mất tiêu rồi? Ông ở dưới kia. Ôi tự nhiên nó nhìn cái thịt này tự nhiên thấy đói quá. Nhìn từ tối ngày hôm qua giờ sáng chưa ăn, giờ này tự nhiên 11 giờ đói quá. Nhìn cái đống thịt gà kho này ngon quá này mọi người. Này còn có cả con gà ở đây nữa. Con gà đặt đây ăn hết cả nem à? Ui, thiếp đi chợ được có một ngày thôi mà đòi mang cả sữa với cả cacao ra để uống nữa. Tưởng đi chợ nhiều ngày. Tí nó hỏi gì đấy? Ở nhà chú Quang. Lấy gì đấy? À, bố. Thằng Tí nó lên nhà chú A. Sớ nhà ông Đồng Hương cơ. Ông Đồng Hương với bố cơ. Cái gì đấy? Lấy cái gì đấy? Ừ. Cái ông Hải không biết cho mình đâu. Đi khi nào ông Hải ông lấy nó làm cho đói quá. Đang nhịn ăn gián đoạn là nhìn thèm quá này. Đồng viên của bonjour. Bonjour. Vous voulez goûter madame? Thế thì bố bảo nó mang lên nhà nhá. Vâng. Bố bảo nó mang lên nhà nhá. Đẹp quá này mọi người. Mua bánh trái cả. Đây gửi nhiều sô cô la về rồi. Ông bà đang mở trên điện thoại. Xong 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 xong. Tự nhiên nhìn thấy đồ ăn thèm quá. Mì to, mì. Mua mấy cái khoa xăng để ngày mai ăn sáng nhỉ? Bánh mì. Cho lết đồ hoa ở đây nhìn phải ngon nhỉ? Có mua bánh gì sáng ngày mai ăn sáng không nhỉ? Có mua bánh khoa xăng kia sáng mai ăn sáng không? Bonjour.
Vâng, thứ tư là bán ở trong nhà này này, thứ tư nhà mình bán ở trong này này mọi người. Đi vòng vòng ở trong này này. Thứ tư là nhà mình bán ở phía trong, còn thứ bảy bán ở phía ngoài mọi người. Xe của nó là 10 mét hay sao? Đi được ra được kìa. Đi được mà. Đi được. Hai đứa đang chảy măng. Mỗi lần nhà mình mua sữa chua ở đây toàn được cho này. Mua một tặng một, hôm trước cho một đống. Không có rau ở đây làm gì có người châu Á bán đồ đâu. Có mỗi nhà mình. Bố mình muốn mua rau cải mọi người. Ở chợ này đâu có rau cải đâu. Thì mẹ thích thì mẹ mua thôi, chắc cũng không đắt lắm đâu. Đây này, có. Mọi người ơi, ở chợ trời. Bây giờ có thêm một cái chợ mới nữa, mở ngay bên đối diện nữa này. Nó to lắm, chợ này người ta bán đồ ăn ở trong ấy. Đi sang xem, vào trong xem. Cái kia nhà người ta để là bán cá này, bán phô ma này, bán episki, bán hector với cả nhà hàng luôn này. Long thê ở bên kia, đi vào kia bên này. Lâu lắm rồi, mấy năm rồi mình mới đến cái chợ này ấy. Mọi khi cũng đến nhưng mà chỉ đứng bán thôi, không đi ấy. Ừ, mẹ đã đi đến lần này đâu, bao giờ đâu con. Cái này người ta mới xây được mấy tháng nay, người ta mới mở thôi mà con. Người ta đây là ong thê bạc la này con. Đây này, này đền này. Le beau marché buộc ombret này, food hall này. Đẹp chưa, cái cây thông Noel này cao chưa? Đây, đây có con gà nữa này. Đây là nhà hàng, quán bar rồi bán đồ ăn này. Ừ, được ăn luôn tại chỗ này. Ông có muốn ăn không? Ăn huýt tại chỗ luôn này, có bàn này. Đây là cái tiệm bán cá. Không, mua đây mua, có mấy ông bán chợ lạnh nhá. Cứ đâu đi sang tận đây mua đâu. Ui ồ, ô mà đây 95 đồng một cân. Con cua này 24 đồng một cân này. Con xua Vilo chín chứ ai mà ăn sống hả con? Đây là người ta mở luôn đây này, ở đây là người ta bán xong mà người ta mở luôn này. Mở luôn xong là mình ngồi ở đây ăn này, có bàn ở đây để ăn này. Bên này là cái món gì đây? Mấy cái món mà... đây là đồ ăn luôn này. Ừ. Đây là các cái đồ ăn sẵn, mình có thể chọn xong là mình ra đây mình ngồi ăn này. Kiểu giống như là cái khu mà giống như có sẵn đồ ăn để cho người ta vào người ta ăn, ai thích ăn gì ăn này. Có cái bà ở giữa đẹp quá này. Xung quanh show này. Con muốn uống gì? Đồ coca. Tí nữa con chờ mẹ đi một vòng. Ô, đẹp ông này, ô. Có cái đèn. Đèn đẹp ấy nhờ. Tuyết rơi. Hút lên, hút lên. Đấy, ở ngoài còn có cả ghế ngồi nữa nè. Ừ, đúng rồi. Đây này, cái bar này đẹp quá. Bar ở trong. Và
ai muốn ra ngoài ngồi thì ra ngoài ngồi này. Ai muốn ấm thì ở trong này. Chắc là cái này là mùa hè thì ra ngoài ngồi, còn mùa đông thì ở trong ngồi này. Đấy, người ta mua ít người ta ăn tại chỗ luôn này. Ô Thái này, nhà hàng Thái này. Ha, à, đây có cả cái ngồi này, ngồi đẹp quá này. Ra kia ngồi không? Ông bà muốn uống không? Muốn ăn uống gì ở đây không? Hả? Bà. Ông bà muốn uống nước gì không? Ông bà muốn ăn gì không? Ông bà muốn ăn uống gì không? Đúng rồi. Ngồi uống nước thôi. Tính về. Ông bà không thích ngồi đấy, chắc sợ tốn tiền. Bảo ngồi uống nước nữa mà. Đẹp quá này. Ở cái chiếc cái này thành phố này đẹp. Trung tâm thành phố buộc này mọi người. Chỗ này là xe buýt này. Còn bên này là chợ trời này. Thôi đi sang chỗ quay trở lại chỗ ba ta. Nó cũng bé chứ nó cũng đâu lớn đâu. Mấy có mấy cái tiệm thôi. Nói chung là cũng đẹp. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi về đây để cho ba bố con ở lại đây để dọn dẹp. Bye bye. Bye bye. Đi về cho ba bố con bé con cứ đòi ở lại đây dọn đồ vùng với cả ba buồn cười quá. Dọn gì chẳng thấy dọn đâu, dọn thấy đứng. Đứng vướng chân. Kệ cho nó thích ở lại, cho nó ở lại. Bây giờ bố mẹ mình với mình sẽ đi về. Bây giờ là 12 giờ rưỡi á. Hôm nay bán cũng không đông lắm tại vì chợ ngày lễ mọi người. Hôm nay là ngày 31 chứ. Hôm nay 31 à. Ngày mai là ngày mùng 1 sẽ không có chợ, nghỉ chợ ấy, cho nên chợ cũng vắng tại vì là có nhiều người ta không đi chợ, nghỉ lễ thì người ta không đi chợ nên chợ nó vắng hơn so với bình thường. Thôi hẹn mọi người lần sau nha mọi người. Hôm nào đi chợ sẽ quay video lại cho mọi người xem.